Thưa quý vị và các bạn, Ban chỉ đạo công tác gia đình và phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa thành phố Châu Đốc tổ chức phúc ra kết quả thực hiện công tác phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã Chỉnh Tế. Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa xã Dình Tế, thời gian qua, Ban Chỉ đạo đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện một cách kịp thời công tác phối hợp triển khai đến các ấp trong việc đăng ký xây dựng gia đình văn hóa. Ấp văn hóa được thực hiện nghiêm túc hơn trước, tỷ lệ hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình văn hóa đạt cao. Công tác lãnh đạo chỉ đạo, phong trào ngày càng được tăng cường, các cấp quỹ đảng chính quyền tập trung lãnh đạo chỉ đạo đối với phong trào công tác phối hợp của các ngành ngày càng chặt chẽ hiệu quả hơn cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng xã đạt chuẩn gian quá nông thôn mới, đô thị văn minh được thực hiện lòng ghép, gắn kết với nhiều chương trình có ý nghĩa đã tạo nên sức mạnh cộng hưởng và lan tỏa mạnh mẽ đến từng khu dân cư các phong trào như xây dựng gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến phong trào toàn dân luyện tập xây dựng theo gương bác hồ vĩ đại đã được sự quan tâm hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong toàn xã đã tạo ra sự chuyển biến tích cực mạnh mẽ góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chỉ tiêu kế hoạch đầu năm đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện tại buổi làm việc sau khi nghe báo cáo tình hình thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn xã đoàn phúc tra đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của của xã trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị thời gian tới, xã cần tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa những tháng cuối năm 2022 gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã được xác định trong các văn bản chỉ đạo của tỉnh, thành phố, kết hợp chặt chẽ phong trào với các hoạt động và các cuộc vận động, các phong trào khác phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị của các cấp, các ngành, đoàn thể